Trò chơi ma lon. Đầu tiên kiếm một lon sữa bò rồi tháo nhãn hiệu ra, khoét lỗ. Sau đó mua một cây nhang với ba cục kẹo. Rồi đi tới bãi tha ma hoặc nghĩa địa càng tốt, nói chung là nơi không có ai và không có ánh sáng. Chờ khoảng 8 giờ tối rồi lại đó đặt cái lon và ba cục kẹo trước mặt, đốt nhang lên vái như sau: mấy hồn có ai đang rảnh lên chơi với tụi con. Rồi cắm cây nhang vào cái lon. Lúc này, người chơi chú ý đến cái lon. Nếu nó bắt đầu chuyển động và đuổi theo thì nghĩa là linh hồn đã hiển linh. Nếu bắt được ai, cái lon sẽ đập vào gót chân người đó, để lại một vết bầm, tức là người chơi đã bị loại. Trò chơi kết thúc khi cả ba người bị loại hoặc nén hương đã cháy hết. Đây chỉ là một trong những cách chơi ma lon. Còn bạn, bạn đã chơi trò chơi này chưa?